Trong cái thành phần này chúng ta thấy rằng số tuổi của chúng ta khoảng chừng 21 tuổi rưỡi. Và đây là một cái tương lai rất lớn cho cái nền bóng đá của Việt Nam đây. Chúng tôi sẽ trả lời cho Nguyễn Chí Linh cái nhận định của anh, cái câu hỏi của anh rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng Hà Đức Chinh đã rất xuất sắc khi mà thay thế, và mọi người tưởng rằng Hà Đức Chinh đã làm nên cái chuyện. Nhưng mà rất tiếc trái banh của Hà Đức Chinh đã đi ra ngoài, và Hà Đức Chinh cũng đã ghi điểm trong những cái trận đấu trước đó. Và khi thành phần dự khuyết của đoàn, đây là 11 người chính thức, và đây là thành phần dự khuyết: Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai, Đặng Ngọc Tuấn của Đà Nẵng, Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn, Phạm Đức Huy của Hà Nội, Trương Văn Thái Quý của Hà Nội, T&T, Nguyễn Trọng Đại của Viettel, Nguyễn Phong Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Văn Hậu của Hà Nội, thành phần của đội tuyển Việt Nam. Mà nhìn lại cái chặng đường mà đến ngôi Á quân châu Á của U23 Việt Nam, chúng ta thấy những cái gì? Vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, Việt Nam thắng Đông Timor 4-0. Vòng loại ngày 21 tháng 7 năm 2017, Việt Nam thắng Macau 8-1. Vòng loại ngày 23 tháng 7 năm 2017, Việt Nam thua Nam Hàn 1-2. Vòng chung kết, cái này phải nói là vòng bán kết nhé, 11 tháng giêng năm 2018 thì chúng ta lại thua Việt Nam Nam Hàn là 1-2. Nhưng chúng ta thắng được 14 tháng giêng, Việt Nam thắng Úc 1-0. Vòng 17 tháng giêng năm 2018, Việt Nam hòa với Syria và chúng ta đã thắng Syria bằng đá luân lưu 4-3. Syria là không đá luân lưu, tại vì khi mà đá vòng loại là không có đá luân lưu. Hòa là tính là hòa đấy, hình như là hòa tính có một điểm. Và vào cái vòng tứ kết thì chúng ta Việt Nam đá với lại Iraq là chúng ta hòa 3-3, đá phạt luân lưu Việt Nam thắng với tỷ số 4-3. Vòng chung kết ngày 23 tháng giêng năm 18, Việt Nam với Qatar đã hòa 2-2 và đá phạt luân lưu Việt Nam thắng với tỷ số 4-3. Iraq chúng ta thắng 5-3. 5-3 hay 4-3 nhỉ? Tại vì thường thường không có 5-3 được. Chỉ có 5-4 chứ không thể 5-3 được. Tại vì theo cái luật của nó, anh mà đã thua rồi là không đá nữa. Thí dụ như là tỷ số 4-3 đó. Và bây giờ trận chung kết ngày 27 tháng giêng năm 2018, Việt Nam và Uzbekistan thua 1-2. Vâng, thưa quý khán giả, giọt nước mắt mừng vui hay buồn bã thì các em vẫn xứng đáng là người Việt Nam. Bao nhiêu đội khác đã bị loại nhưng U23 vẫn thẳng tiến hiên ngang vào chung kết. Chúng tôi chừng đó thôi cũng đã làm nở mày nở mặt của dân tộc kiên cường quyết tâm, đứng vững trên đôi chân bằng tài nghệ xuất sắc và tinh thần vững mạnh cho đến những giây phút cuối cùng của trận đấu. Ý chí quật khởi và thể lực của các em chứng tỏ phong độ sẵn sàng ứng chiến với bất cứ ai và bất cứ nơi đâu kể từ giờ phút này. Khi mà đã đá trên một cái trận đá sân bóng mà toàn là tuyết mà chúng ta đã làm lên cái lịch sử như vậy, các em rất xứng đáng để được vinh danh, rất xứng đáng được đón tiếp và rất xứng đáng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao những cái bằng tưởng lục. Chúng tôi nghĩ rằng trọng tài ở trong trận chung kết này đã dành cho những lời tốt đẹp nhất cho U23, và chúng tôi phải công nhận rằng ông đã
bắt rất là công tâm, rất là công tâm. Và chúng ta phải biết rằng ông đã được thay thế, có lẽ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có lời khiếu nại, bởi vì ông Nam Trinh là người đã có những cái lỗi lầm trong cái trận chung kết hồi năm 2017. Thì thưa quý khán giả, trong bài đăng khoảng 9 giờ tối ngày 27 tháng Giêng, sau hơn 2 giờ đồng hồ kể từ khi trận chung kết AFC Cup kết thúc, trọng tài Ahmed Aboubakar El-Khak đã bày tỏ một trận bóng quá đổi tuyệt vời. Chúc mừng đội tuyển Uzbekistan đã giành được chiến thắng. Còn đội tuyển Việt Nam thì cũng nên ngẩng đầu cao với sự thể hiện ngày hôm nay. Các bạn đã giành được trái tim của hàng triệu khán giả với màn thi đấu ngoài sức tưởng tượng. Những cầu thủ hôm nay sẽ là một phần của những thế hệ vàng trong tương lai. Đó là lời nhận định của ông Baka Akap, là trọng tài trong cái trận đấu cuối cùng. Khi mà chúng tôi xin được phép tổng hợp các bình luận top của các bạn nước ngoài trên trang Asian Football Confederation, tức là AFC, hầu hết đều ca ngợi và chúc mừng Việt Nam. Aja Zaliu, hãy chia sẻ thêm về tự hào về U23 của chúng ta. Ông gọi là chúng ta. Đội tuyển Việt Nam khiến cho Asian chúng tôi tự hào. Malaysia yêu các bạn. Tôi đã thay hình đại diện thành cầu Việt Nam để thể hiện tình yêu với các bạn. Các bạn đã thi đấu quá tuyệt vời với một màn biểu diễn không thể tin được. Thưa quý khán giả, người Mã Lai, một ông huấn luyện viên, một ông bầu của Mã Lai và là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mã Lai, nếu chúng tôi không lầm, ông đã thay cái cờ Mã Lai bằng cờ Việt Nam để thể hiện lên cái sự ủng hộ. Mà tại sao chúng ta lại có những người chối bỏ cái lá quốc kỳ đó, không dám đăng cái bản tin lên bởi vì là trên màn hình chỉ thấy màu đỏ và rực màu đỏ, lâu lâu có những cái chấm vàng ở trong đó bởi vì màu đỏ nó quá lớn. Thì tuần trước khen thì chắc là bị chửi nhiều lắm, thì bữa nay Đoàn Trọng lại nói tiêu cực. Vâng, chúng tôi chưa được nghe sáng nay, nhưng mà có lẽ có thể là để lấy cân bằng thôi. Chúng ta phải thông cảm những cái đài, ví dụ như đài phố Bung Ra TV cũng vậy. Tôi không trách Vũ Hoàng Lân, bởi vì Vũ Hoàng Lân phải lách, phải luồn như vậy để mới sống được trong cộng đồng này. Còn đối với nhà báo Nguyễn Phương Hùng thì chúng tôi không cần phải sống trong cộng đồng này, bởi vì chúng tôi không cần tiền, chúng tôi không cần kinh tế. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nói sự thật, và không cái gì mà thắng được cái sự thật hết. Thành ra chúng tôi cứ nói theo cái con tim của này, nói theo cái lương tâm của mình. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Ông Nufa Hamin Jalani nói, Việt Nam tuy các bạn thua trận này, nhưng các bạn đã giành được trái tim của ASEAN rồi, tức là Á Châu rồi. Chúng tôi biết các bạn sẽ chắc chắn 200% sẽ vô địch từ trận đấu đầu tiên, bất chấp hai trọng tài không công bằng khi các bạn chống lại Iraq và Qatar, và bây giờ là điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi biết các bạn không quen với thời tiết này, nhưng bạn không bao giờ nghĩ rằng đây là một bất lợi, và bạn đã làm rất tốt khi bạn ghi bàn vào lưới của Uzbekistan. Bạn biết mình tuyệt vời như thế nào khi các bạn cầm cự tới 120 phút thi đấu. Các bạn thực sự giống như những chiến binh trong lịch sử của Việt Nam. Tất cả các nước Asia biết Việt Nam sẽ trở lại và mạnh hơn trong tương lai, và cùng đi đến đất nước yêu quý của tôi Malaysia và hàng xóm thân yêu của chúng tôi ở Thái Lan. Chào mừng các bạn đến đây và chúc mừng một lần nữa những nhà vô địch bóng đá U23 Việt Nam. Chào các chiến binh. Ông Nuru Bainun Mersidi thì nói, hôm nay tôi đổi ảnh đại diện của tôi thành cờ Việt Nam để cho mọi người biết rằng tôi rất tự hào với tinh thần Việt Nam. Tôi không quan tâm với những bình luận tiêu cực nữa, tôi vẫn tự hào với Việt Nam.
bởi vì các bạn đã làm nên lịch sử của ASEAN. Chúc mừng từ Malaysia, chúc mừng. Một người đại Hàn, chữ đại Hàn chúng tôi không biết tên là gì. Các cầu thủ Việt Nam đã được đạt được mục tiêu, sau đó vượt qua tứ kết, bán kết và chung kết. Cuối cùng, đội bóng Việt Nam đã lần đầu tiên được vào chung kết và chơi lần đầu tiên trên một sân bóng tuyết. Một đội bóng Việt Nam kỳ lạ, hồi phục thần kỳ và kỳ diệu. Một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Ông Koli Adula, tôi được cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam, nhưng Uzbekistan xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã đánh bại Nhật Bản 4-0, Hàn Quốc 4-1, nhưng phải mất tới 120 phút vất vả để đánh bại Việt Nam. Điều đó cho thấy cách kỷ luật và tổ chức Việt Nam quá tốt. Một thế hệ vàng đã sẵn sàng bùng nổ trong bóng đá thế giới. Cảm ơn các bạn đã mang ASEAN sát lại gần nhau. Tình yêu và đoàn kết từ Jakarta, Indonesia. Và ông Mohat Najim nói, các bạn Việt Nam không được buồn. Đội tuyển của các bạn đã đá tốt nhất vào cuối ngày hôm nay. Các bạn là đội thật là tuyệt vời. Chúng tôi, ASEAN, tôn trọng các bạn. Và từ Malaysia, fan của Sơn Tùng, em, gạch ngang TP vào Việt Nam. Sơn Tùng có rất nhiều video nhé, các bạn có thể vào trong nó coi rất nhiều video của Sơn Tùng. Video live stream luôn á, của Sơn Tùng trong gala Việt Nam ngày hôm qua ở sân vận động Mỹ Đình cũng có nữa. Thì Tony Romo, đây không phải là bóng đá, trận đấu cuối cùng không công bằng cho người chơi và người hâm mộ. Salamadi Ao Sujeri, thật là một trận đấu tuyệt vời. Chúc mừng Uzbekistan và vô cùng chúc mừng những người Việt Nam. Các bạn đã có một đội bóng tuyệt tuyệt vời, những chiến binh vĩ đại. Và đây là trận chung kết hay và công tâm nhất từ trước đến nay. Tất cả lòng tôn trọng đến từ người hâm mộ Iraq. Ông này là người Iraq, ông Salah này người Iraq. Ông Mut Fukdo nói, mặc dù bạn không giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng các bạn đã giành được trái tim của chúng tôi. Không bao giờ hối tiếc về việc ủng hộ Việt Nam. Hy vọng các bạn sẽ mang tự hào của ASEAN tham gia World Cup một ngày không xa. Ông Adu Gopur, chúc mừng Việt Nam. Tôi nghĩ rằng bạn là đội mạnh nhất ở Á Châu bây giờ. Bạn chỉ bị hơi xui xẻo khi bạn ở SEA Games. Tức là vậy. Hẹn gặp các bạn ở trong World Cup 2022. Như lúc nãy chúng tôi đã nói, trận túc cầu thế giới là 2022. Nhưng mà trước đó thì năm 2000 chúng ta sẽ có một là bóng đá của Thế vận hội. Ông Mut Asri Jano nói, đừng buồn nha Việt Nam, bạn đã chơi quá tốt. Á Châu chúng tôi thực sự tự hào đi cùng với Việt Nam đến trận đấu cuối cùng. Tôi đến từ Malaysia. Ông Bendeka Lot nói, như đã nói trước đây, Uzbek có nhiều cơ hội thắng trận này bởi vì họ thường chơi trong tình trạng tuyết rơi. Việt Nam không may vào phút cuối. Nếu Việt Nam kéo dài đến đá luân lưu, tôi tin rằng Việt Nam sẽ là những người chiến thắng. Mặc dù các bạn đã thua, nhưng các bạn đã chỉ cho các đội châu Á thấy rằng đội bóng Á Châu cũng có thể làm tốt hơn. Chúc may mắn trong tương lai. U23 Việt Nam. Ông Rafael Satori nói, tôi đã xem ít nhất 4 trận đấu của các bạn trong giải đấu. Thủ môn các bạn thật là tuyệt vời, tức là Bùi Tiến Dũng. Bạn đã có thêm một người ủng hộ ở Nam Mỹ. Các bạn đã chơi vô cùng tốt ngày hôm nay và thật tiếc là không có chiến thắng. Nhưng các bạn đã thắng trong trái tim hàng triệu người hâm mộ các bạn cơ mà. Ở trên toàn thế giới, các bạn sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Việt Nam xứng đáng với lịch sử của mình. Chiến đấu là tài năng thiên bẩm của các bạn. Hy vọng nhìn thấy các bạn đang làm một cái gì đó như thế trong chiếc cúp Á Châu năm 2019. Các bạn có thể làm được mà. Như vậy là năm 2019 này chúng ta sẽ có cúp Á Châu nữa.
hy vọng sau cái cúp Á Châu này chúng ta sẽ được đi vào Olympic, Thế vận hội Olympic. Và 2020 chúng ta sẽ ít ra được đi vào qua khỏi vòng loại của cái trúc cầu thế giới. Một người từ Brazil, ông Mot Khairunizam: chúc mừng và cảm ơn Việt Nam đã cho chúng tôi một giải đấu rất là hay. Các bạn đã nâng tiêu chuẩn của bóng đá Á Châu, là niềm tự hào của Á Châu. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Ông Sayreo Alip: Uzbekistan giành chiến thắng Việt Nam, nhưng mà Việt Nam đã chiến thắng trong tim của chúng tôi. Và tất cả những nước Á Châu đã tự hào về Việt Nam. Huấn luyện viên Flex Sangse là người, ông này là huấn luyện viên cho đoàn Qatar. Tôi đã đoán đây là một trận đấu rất là khó khăn. Hôm nay Qatar thua, nhưng tôi rất hài lòng với các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã thất bại và không thể được vào kết, nhưng đây là kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ của tôi. Họ đã chơi 5 trận cho tới khi dừng bước trước U23 Việt Nam. Các bạn xứng đáng vào chung kết. Các bạn đã làm cho thấy cách chơi bóng trình độ cao với khát khao và quyết tâm làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng xứng đáng. Đó là một ngày tồi tệ nhất trong đời của tôi. Trước một trận, một vài người nói với chúng tôi rằng đây là một đối thủ dễ chịu. Và trước chúng tôi đã gặp may khi chỉ phải gặp họ. Nhưng khi vào trận, họ đá như một đội bóng Âu Châu, mọi thứ vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Tôi thành thật xin lỗi đoàn tuyển thủ nước nhà. Thủ môn Ahmed Bechil thổ lộ trên tờ El Sabah: đây là thủ môn của Qatar đã nói như vậy. Về tiền vệ có biệt danh công chúa cho rằng lứa U23 Việt Nam đang gây sốc ở Trung Quốc còn hay hơn rất nhiều. Họ đã tiến rất xa so với lứa của chúng tôi. Họ có kỹ thuật, chiến đấu tốt, tinh thần thi đấu lì lợm, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn. Họ thực sự là những thế hệ vàng mới. Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn đã nói như vậy. Vậy là chúng ta đã vào chung kết. Không thể nói là may như ai nói đó nữa. Cái lứa cầu thủ này của chúng ta thực sự rất là giỏi, rất là văn hóa, rất là bản lĩnh, tràn đầy khát vọng chiến thắng dù mọi tình huống ngặt nghèo nhất cũng đã được các cháu hóa giải tài tình. Một ước mơ ngai vàng nào ai cấm được. Chúc các bạn mơ đẹp và biến nó thành hiện thực. Và tờ El Khali của Qatar: U23 Qatar đã không may mắn thất bại trên loạt luân lưu may rủi khiến U23 không thể hoàn thành được mục tiêu vào chung kết. Nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy họ xứng đáng được vào trận đá cuối cùng. Và thứ bảy, U23 Việt Nam đã đá bại đối thủ mạnh U23 Iraq ở tứ kết. Và giờ họ đã khuất phục U23 Qatar. U23 Việt Nam có một tinh thần chiến đấu quật cường, không đối thủ nào có thể ngăn cản. Vâng, thưa quý khán giả, chúng ta thiếu may mắn, chỉ còn 1 phút 32 giây. Tờ báo điện tử của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, tức là AFF News, thủ môn Bùi Tiến Dũng, người hùng của U23 Việt Nam, đã càn phá thành công 2 quả luân lưu để giành đá bại U23 Qatar. U23 Việt Nam đã liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với cuộc phiêu lưu đầy thú vị, làm rạng danh cho bóng đá khu vực. Tại bán kết, chính 2 bàn thắng của tiền đạo trẻ Quang Hải đã làm cho bùng nổ bao nhiêu con tim của những người Đông Nam Á. Tờ Gấp News của Qatar thì nói chính thủ môn Bùi Tiến Dũng của Việt Nam là người đã đánh tan giấc mơ trở thành vô địch của U23 Qatar. 2 pha phá bóng ngoạn mục của thủ môn này đã khiến U23 Qatar một lần nữa lỗi hẹn với trận chung kết. Trong bản tin của Liên đoàn Bóng đá Châu Á AFF News, đội trưởng đội U23
Việt Nam Lương Xuân Trường là cầu thủ thi đấu giải chuyên nghiệp Hàn Quốc đã chia sẻ: "Chúng tôi còn có hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà đang cổ vũ và là hậu phương vững chắc cho chúng tôi. Thật tuyệt vời vì chúng tôi đã đi vào đến chung kết và điều này đã khiến cho hàng triệu cổ động viên nơi quê nhà phấn khích. Chúng tôi chiến đấu cật lực ở nơi đây và chỉ biết gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên ở quê nhà luôn luôn theo dõi từng bước chân chúng tôi." Và thưa quý khán giả, chúng tôi còn được biết Bùi Tiến Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xuất thân trong một gia đình rất nghèo. Đài VTV6 đã cho thấy những căn nhà rất là nghèo nàn mà em đã trưởng thành, đã giúp cho bố mẹ làm cái nghề buôn bán. Và lúc sau này thì những cái tiền mà em đi đã cho các đội á, em gửi về hết cho bố mẹ để xây một cái nhà mới. Và quý vị thấy rằng cái nhà mới tương đối là khang trang, nó đỡ nghèo nàn hơn. Và lần này tất cả cái tiền thưởng Bùi Tiến Dũng trong cái trận đá giải Á Châu này, Bùi Tiến Dũng cũng gửi hết cho bố mẹ. Và khi mà phóng viên hỏi là sau đây em về nhà làm cái gì, ngày hôm nay thì chắc chắn các cầu thủ đã về nhà rồi, thì Bùi Tiến Dũng trả lời: "Em sẽ vẫn tập luyện như thường, em sẽ tiếp tục đá cho những câu lạc bộ, và khi về nhà thì em lại làm cái công việc ở nhà." Đó là một người đứa con rất là có hiếu, đó là một cái biểu tượng cho các thanh niên Việt Nam. Đấy. Chúng ta không có kiêu khi chúng ta có tài, và chúng ta rất là như là Lương Xuân Trường á, thủ quân đã nói những cái lời nói rất là xúc động. Năm 23 tuổi nhà báo không có được những ý nghĩ như Lương Xuân Trường đâu. Em đã rất là nhã nhặn và không có vẻ mà kiêu căng hay là cao ngạo. Và hầu như tất cả các tuyển thủ của Việt Nam, tôi không nhìn thấy cái vẻ mà kiêu ngạo trên nét mặt của các em. Không có, hoàn toàn không có. Tôi có nhìn thấy những một vài ông cựu chiến binh, xin lỗi nhé, ở trên Facebook mặt thì vênh vênh váo váo lên, nói thì không ra đâu vào đâu hết. Chúng tôi đã có lẽ là một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ các bạn cho biết là mình